Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Trên tay mình đây là một hộp Intel Core i9 phiên bản Avenger. Nếu như mình không che dòng chữ ở trên vỏ hộp đi thì các bạn sẽ nghĩ đây là phiên bản 10850K. Xem là vậy. Nhưng thực tế đây là phiên bản Intel Core i9 10900K. Thông thường thì Intel Core i9 10900K các bạn sẽ thấy đặt trong một vỏ hộp tương đối to và đẹp. Nhưng đây là phiên bản Avenger, tức là các bạn sẽ tặng một cốt game khi mua mẫu Intel Core i9, thế nên việc là vỏ hộp được giảm xuống vỏ hộp giấy mình thấy là chuyện bình thường thôi. Nhưng thôi, chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính. Thì đối với phiên bản Intel Core i9 10900K sẽ có 10x20 luồng xử lý, xung nhịp boost tối đa có thể đạt được là 5.3GHz và xung nhịp boost toàn bộ 10x sẽ là khoảng 4.9GHz nếu như các bạn chưa ép xung. Và nhiệt độ tỏa ra của CPU cũng tương đối ấn tượng đấy, bởi vì khi mình stress test thử và mình đo thử cái lượng điện năng tiêu thụ của mẫu Intel Core i9 10900K thì điện năng cao nhất, tức là khi mình chưa ép xung, sẽ loanh quanh khoảng độ 280W, và khi sử dụng thông thường khi các bạn kiểu chơi game sẽ loanh quanh khoảng độ 130W. Thế nên việc đầu tư một hệ thống tải nước All-in-One sẽ là một sự lựa chọn vô cùng chính xác. Vì thế mình sẽ mang tới cho các bạn một mẫu tản nhiệt tới từ Asus, để phiên bản Asus kiểu tải nước All-in-One TOF Gaming, kiểu dòng gaming của TOF mà 240. Thì ở video trước mình đã có làm về Intel Core i9 10850K rồi, nhưng ở trong video đấy hệ thống tản nhiệt nước của mình không bật max fan. Nhưng ở trong video ngày hôm nay mình sẽ tối ưu lại hệ thống để sao cho tản nhiệt nước RAT 240 vẫn có thể gánh được Intel Core i9 10900K. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách mình tối ưu được bộ PC sao cho sử dụng tản nhiệt nước RAT 240 vẫn cân được Intel Core i9, bao gồm hai bước rất đơn giản. Bước 1, các bạn cần phải update BIOS lên tối đa, tức là BIOS bản mới nhất để các bạn cho hiệu năng của chip được ngon nghẻ nhất. Và cái thứ hai nữa, các bạn vẫn cần phải vào BIOS qua đấy xong chỉnh tốc độ quạt, tức là RPM ấy, lên tối đa luôn. Thì sau khi mình chỉnh, tức là trước khi mình chỉnh ấy, thì cái tốc độ vòng quay thấp lắm, chỉ loanh quanh khoảng từ 1400 tới khoảng 1700 thôi. Nhưng khi mình chỉnh max thì khi nào quạt cũng quay ở mức độ tối đa khoảng hơn 2000 vòng trên 1 phút cơ. Thì khi đấy nhiệt độ sẽ mát hơn rất nhiều. Thì cụ thể mình đã test bằng phần mềm Prime 95 và mình mở Intel XTU lên để cho các bạn nhìn thấy. Thì nhiệt độ sẽ loanh quanh khoảng độ hơn 90 độ C. Đây là một mức nhiệt vô cùng mát, bởi vì ăn 280W điện, 280W điện trên 10x, và cả 10x đều là hơn 4.9GHz. Nên mình chưa ép xung, bởi vì chắc chắn khi ép xung nhiệt độ sẽ cao hơn. Thế nên tạm thời thì trong video ngày hôm nay mình sẽ không ép xung. Và bây giờ thì mình sẽ nói cho các bạn các linh kiện khác để tối ưu lại. Thì đây, tản nhiệt nước All-in-One rồi thì mình không nói tới. Về phần card đồ họa, card đồ họa sẽ là RTX 3070 phiên bản TOF, rất mát. Thì mình đã có thử qua Fermax, thì Fermax trong thời gian dài nhiệt độ card đồ họa sẽ khoảng độ 60 độ C thôi, vô cùng ngon nghẻ sử dụng. Về phần RAM, RAM sẽ là 32GB, với bus là 3200. Đây là RAM tới từ T-Fork, gọi hợp tác với TOF. Thì đây các bạn toàn nhìn logo của TOF, TOF T-Fork, vỏ cây TOF. Thì với cái vỏ cây TOF này, đằng trước sẽ có 3 quạt sẽ tăng khả năng airflow trong bộ máy. Và mình test ở trong phòng điều hòa 25 độ C và phòng kín rộng khoảng 20m2. Thì để các bạn có thể thấy được, các bạn có thể hình dung dễ dàng nhất là khi mình test sẽ như thế nào.
Và vừa rồi các bạn có thể thấy được toàn bộ quá trình trải nghiệm hiệu năng. Và sau khi mình tối ưu thì nhiệt độ của CPU đã mát hơn rất nhiều rồi. So với bài test trước, nhiệt độ của CPU đã giảm hơn tương đối đấy, khoảng mình nghĩ là khoảng 10 độ C đấy. Bởi vì khi mình trải nghiệm game ấy, thực ra là mình benchmark thôi, thì nhiệt độ của CPU sẽ loanh quanh khoảng từ 5x tới khoảng 6x độ C. Đây là mức nhiệt phải nói là vô cùng lý tưởng. Kể cả các bạn không ở trong phòng điều hòa và có đóng vỏ cây đằng trước, thì nhiệt độ theo như mình nghĩ cũng chỉ loanh quanh khoảng độ chừng khoảng 60 độ C thôi, hoặc hơn thế, cùng lắm là 70 độ C. Vô cùng ngon để có thể sử dụng. Còn nếu như bạn nào mà kiểu render hoặc làm công việc nào đó khiến CPU liên tục full load, thì khi đấy nhiệt độ sẽ loanh quanh khoảng 80, khoảng 90 độ C. Thì mức nhiệt 80-90 độ C trên một mẫu CPU có 10 nhân, và 10 nhân đấy đều là 4.9 GHz mà còn được sản xuất trên chương trình 14 nanomet nữa. Thế nên mức nhiệt đấy vẫn vô cùng lý tưởng để có thể sử dụng. Và nếu như bạn quan tâm tới bộ PC ở bên cạnh mình đây, thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.